Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lên nhà một bà. Bà chị có một đàn chó con rất là đẹp luôn. Năm con à? À, 6 con cơ. Kia có con mấy con xám do rất là đẹp luôn. Một xám một cái. Con đáng yêu, con bé, những con bé này nó mắt rất là đẹp rồi, mắt xanh, mắt nó vẫn chưa thể hiện rõ lắm. Đó. Này là cái này đen nhưng mà vẫn có hơi tí trắng ở cổ. Bạn nào cũng thế, bạn nào cũng thế. Chị chủ nhà là nói là chó bé quá chưa bán được. Này em xám này rất xinh các bạn, xám giò này, hai em xám này. Bạn là đây một bạn thì lưng bối kiếm rồi. Đấy. Lưng bối kiếm này. Và này bạn thấy nó đực. Một con vẻ to này. Một bộ vẻ to nó hút máu này. Nhỏ nhắn nhé. Bạn này rất là xinh. Này bạn nhỏ nhỏ kia đang phơi nắng ở kia. Cái này giờ đến cái này như con lồng dưới luôn các bạn ạ. Cận cảnh rồi. Đấy, cái này. Bạn này đốm lưỡi các bạn. Lưỡi đốm ấy. Cái nào đủ 2 tháng là nuôi rất là hay các bạn. Cái dòng này thì rất là ngoan, thuần chủng, rất là khôn giữ nhà đấy các bạn. Đây. Còn bé này vẫn còn nghịch lắm. Bạn này cũng đốn lưỡi các bạn nhé. Bạn lưng bố kiếm này đốn lưỡi này. Đây này các bạn nhìn cái lưng này. Lưng hình vẹt cái kiếm ấy. Các bạn được rồi. Mình ra đây quay sang. Đây bạn mẹ đây. Mẹ nuôi nhiều con quá là gầy rồi. Gầm gừ. Đông. Đàn con lúc nhúc theo mẹ. Mẹ thì gầy quá rồi. Ngay chỉ phải bổ sung cho nó ăn nhiều cám nhiều thịt một tí. Nó béo được vậy. Trời nắng phơi ra phơi nắng hết các bạn. Con này. Rất là thích. Như bạn này. Nó hết đây này.
video của mình đến đây kết thúc nhé. Nào mà bạn nào mà chỉ bán thì các bạn chắc khoảng tầm tháng nữa thì chỉ bán thôi. Đây là các bạn muốn mua thì liên hệ mình dưới phần mô tả nhé, để mình liên hệ với chị ấy. Vì các chị ở trên thôn bản nên là cũng rất là khó. Đấy.